Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, câu chuyện tình tay ba giữa cậu sinh viên tên là Hùng, người Việt Nam chúng ta 22 tuổi và quý bà Ngân, 54 tuổi mang bầu 5 tháng và bác sĩ Trần, 71 tuổi người Việt gốc Hoa vẫn chưa có hồi kết thúc. Vâng thưa quý vị, trước đây mình đã từng nói rằng câu chuyện này có thể gọi là câu chuyện tình tay tư thì đúng hơn, bởi vì trong câu chuyện này ban đầu là có một nhân vật khác là cô gái tên là Tám Trang, 18 tuổi và năm nay đã bước sang tuổi thứ 19. Vâng, tuy nhiên sau cái cuộc tự vẫn không thành từ lúc Tám Trang tỉnh lại tới nay thì Tám Trang đã rút lui khỏi cái cuộc tình này và người ta thấy rằng chỉ còn lại một cuộc tình tay ba, nhưng bây giờ nó khác ở chỗ có hai người đàn ông với một người đàn bà, khác với trước đây là hai người đàn bà với một người đàn ông. Vâng thưa các bạn, và đúng như những gì mà mình đã suy nghĩ trước đây, cuộc tình này bây giờ đã bắt đầu trở lại là một cuộc tình tay tư. Thưa quý vị, vào buổi sáng ngày hôm nay, mình chưa ngủ dậy thì đã thấy một cái cuộc điện thoại gọi mình réo rắt. Ban đầu mình đã định không nghe máy và bấm tắt máy, nhưng khi mà nhìn lên số điện thoại trong danh bạ thì mình thấy số của ông Linh, cha của cậu Hùng gọi đến thì mình rất bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì ông Linh trong thời gian mấy ngày qua, ông ấy đã đi làm ở trong cái xưởng gà đông lạnh. Và như các bạn biết rằng là ông ấy đi làm từ khoảng 3 rưỡi chiều cho tới khoảng 3 giờ đêm mới về. Cho nên là vào thời gian buổi sáng thì chắc chắn ông ấy sẽ phải ngủ cho tới độ khoảng gần trưa ông ấy mới dậy. Tuy nhiên bây giờ là sáng sớm mà ông ấy đã gọi điện cho mình thì chắc chắn rằng có một việc gì đó rất quan trọng. Mình biết là như vậy cho nên là mình đã bấm chuông để nghe. Vâng thưa các bạn, ngay sau khi nghe điện thoại, ông Linh hỏi một câu rằng là thằng Hùng nó có đến nhà bác hay không? Thì mình giật mình nói không. Từ bao nhiêu hôm nay Hùng có đến nhà tôi đâu? Thì ông Linh đã nói rằng không biết là nó đi đâu rồi mà con Tám Trang nó đến đây nó hốt hoảng, tôi thấy sợ quá, lo quá cho nó, không biết là thế nào, không biết nó đi đâu bác ạ. Thì bác làm sao, qua nhiều chỗ quen biết thì bác điện đi nhiều chỗ để hỏi thăm xem con trai tôi bây giờ nó đi đâu. Thì ở đây trong câu chuyện này thì ông Linh khi bình tĩnh thì đã kể lại cho nghe rằng buổi sáng ông đang ngủ thì Tám Trang gõ cửa và tiếng gõ cửa rất dồn dập. Thì khi ông tỉnh dậy thì mở cửa ra thì bị an thấy cô gái Tám Trang. Và cô gái này hỏi tôi rằng là Hùng có còn ngủ ở trong nhà hay không. Thì tôi mới lúc đấy mới bất ngờ mới nhìn thấy là con tôi không còn ở trong nhà. Bởi vì lúc đó là tôi đi về đêm và thằng Hùng nó vẫn còn thức. Cho đến khi mà tôi ngủ rồi thì nó đi đâu là tôi không biết nữa. Thì tôi mới hỏi Tám Trang rằng là tại sao mà con lại hỏi Hùng như vậy. Thì cô gái này nói rằng là anh ấy có viết thư cho con và anh ấy nói rằng anh ấy đi rồi. Và con không biết rằng anh ấy đi đâu. Và sau cái cuộc điện thoại của ông Linh thì mình cũng đã vội vàng gọi đi mấy chỗ. Và đặc biệt khi mình họ gọi đến người bạn của Tám Trang tên là Ngọc Bích, mình hỏi câu chuyện xảy ra như thế nào. Thì cô gái Ngọc Bích này mới gửi cho mình một lá thư của Hùng viết cho Tám Trang. Theo như cô gái Ngọc Bích nói, Tám Trang là mặc dù là cho bố thuê phòng nhưng lại vẫn ở ngủ cùng với ở chung phòng với cô gái tên là Ngọc Bích này, bởi vì tất cả sách vở, quần áo các thứ là vẫn để ở đây và Tám Trang vẫn sử dụng máy tính để học. Và khi mà Tám Trang chạy đi mà tìm Hùng thì Ngọc Bích mới xem máy tính của Tám Trang thì thấy rằng cái bức thư của Hùng viết cho Tám Trang vẫn còn ở đó và chính cô gái Ngọc Bích này đã gửi lá thư này cho mình. Bây giờ trước khi đi vào phân tích câu chuyện, mình sẽ đọc nguyên bản lá thư tình của sinh viên Hùng gửi cho cô gái tên là Tám Trang này. Vâng, thưa các bạn, đây là nguyên văn lá thư của sinh viên Hùng gửi cho cô gái tên là Tám Trang. Tám Trang yêu thương nhất đời của anh. Đây là bức thư tình thứ 108 viết gửi tới em kể từ khi anh từ cõi chết trở về. Những bức thư tình gửi đi không có sự hồi âm nhạt nhòa nước mắt này, anh vẫn còn lưu lại và vẫn đọc nó trong từng đêm đông giá lạnh thương nhớ về em. Đêm mùa đông nơi đây lạnh giá quá, ở trong phòng ngủ mà anh thấy âm 9 độ C thì chắc ngoài trời âm đến 20 độ C mất. Thế nhưng em biết không, thời tiết có lạnh giá bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng không thấy lạnh bằng lòng dạ con người. Trong thời gian qua, tất cả mọi người đều xa lánh anh, hắt hủi anh, khinh bỉ anh và thậm chí có người nguyền rủa anh là kẻ bạc tình, ham tiền bạc.
Thôi thì miệng lưỡi người đời muốn nói sao cũng được, bởi vốn dĩ cái lưỡi khi sinh ra nó đã độc ác rồi, uốn lượn vòng vo, vì không có xương nhiều đường lắt léo. Cha của em đã sỉ vả anh không thiếu một ngôn từ hậm hĩnh nào, dù anh đã quỳ gối trước mặt ông ấy cả tiếng đồng hồ mong được chuộc lỗi. Anh không trách cha em, anh không trách người đời, bởi họ không phải là những người quyết định mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của hai chúng ta. Nhưng còn em, tại sao em nỡ vô tình quay mặt bước đi khi kỷ niệm tình yêu của hai đứa vẫn còn đó, vẫn chưa hề bôi xóa? Tại sao em lại lạnh lùng đóng cửa trái tim khi tình yêu của đôi ta đang ở vào thời kỳ nở rộ? Có hàng trăm câu hỏi tại sao, nhưng anh lại không thể trả lời được lý do em lại cắt đứt tình anh. Tám trang yêu thương của anh ơi, anh vẫn gọi tên em trong mỗi đêm mùa đông băng giá, những đêm dài mất ngủ vì thương nhớ em, anh đều rảo bước đến gần căn phòng giá lạnh. Ngày xưa hai đứa mình từng đắp lên bao kỷ niệm đẹp đẽ như tranh vẽ. Anh thẫn thờ ngắm nhìn căn phòng ấy mà bây giờ nó đã thuộc về một người chủ khác. Có lẽ vì băng giá mùa đông nơi xứ sở lá phong quá khắc nghiệt đã chôn vùi đôi chân rệu rã của anh xuống đất, nơi nấm mồ tình yêu đang vỡ vụn trong trái tim anh. Mỗi lần trở về sau khi đến thăm căn phòng đầy ký ức đó, anh lại vùi đầu vào viết thư cho em. Và cho dù anh không đánh dấu các trang thư, nhưng anh vẫn biết chắc rằng đây là lá thư tình thứ 108 anh viết gửi về em. Và mặc dù em chẳng bao giờ hồi âm, nhưng anh vẫn không vì thế mà không viết nữa. Anh yêu em nhiều lắm, yêu em trọn kiếp này và mãi mãi không bao giờ rời xa em. Em có biết không, ngày hôm qua anh đã quỳ gối 1 giờ đồng hồ trước mặt cha em, cầu xin cha em tha lỗi cho anh. Anh muốn nói với ông ấy rất nhiều là sẽ sửa chữa và bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Tuy nhiên, miệng anh cứng đơ chẳng thốt được lên lời. Cha em đã mắng chửi anh và có thể nói là xúc phạm anh thậm tệ nữa. Tuy nhiên, anh không trách ông ấy vì tội lỗi là do anh gây ra và hậu quả đương nhiên là anh phải gánh chịu. Khi anh ra về gặp em ngoài đầu ngõ, anh muốn chạy lại ôm ghì lấy em để nói những lời yêu thương đường mật mà bấy lâu nay anh vẫn giấu trong lòng. Thế nhưng bóng em đã vụt qua như một cơn gió thoảng. Em quay đầu bước đi khiến anh bị hụt hẫng. Em không thể hiểu được tâm trạng của anh khi đó như thế nào đâu. Trời đất trước mắt anh như sụp đổ. Anh quay cuồng điên loạn bởi hàng vạn tiếng khóc than của loài vật vô tri nào đó trong đầu anh. Có lẽ lúc đó không có Hưng dìu anh nê bước ra xe buýt thì anh đã gục ngã không có ngày tỉnh lại rồi. Tám trang em yêu của anh ơi, đêm nay lạnh giá hơn bao đêm nào khác. Anh ngồi đây và nghĩ tới chuyện ra đi. Anh nghĩ rằng chẳng biết đến bao giờ cuộc tình này mới chấm dứt. Anh không thể sống thiếu em và anh cũng không thể bỏ rơi được quý bà Ngân vì Ngân sắp sinh em bé cho anh. Tất cả tội lỗi này đều thuộc về anh. Anh không thể bỏ rơi bất cứ ai trong hai người đàn bà, con gái. Nếu ông trời không cướp đi đứa bé trong bụng em, thì liền một lúc anh có liền hai em bé. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm người của anh. Giờ đây, tất cả mọi người đều xa lánh anh, hắt hủi anh, coi anh như một con hủi lây truyền bệnh tật. Em cũng không phải là người ngoại lệ và là người cuối cùng bóp lát trái tim anh. Anh là một thằng đàn ông tồi và anh không thể tìm đến cái chết một cách mù quáng như những người đàn bà yếu đuối khác. Bởi có chết rồi, người đời vẫn nguyền rủa anh là kẻ bội bạc. Bởi vậy, anh chỉ còn một cách ra đi để chấm dứt cuộc tình đau khổ này. Rất nhiều người nói anh là kẻ hám tiền, chỉ muốn lấy tiền của quý bà Ngân, chứ không cần đứa con ngoài sự mong đợi ấy. Tình không còn thì tiền có ý nghĩa gì đâu em. Trước lúc chia tay, anh viết gửi em bài thư tình để nhớ về một thời kỷ niệm chúng ta đã từng có bên nhau. Bài thơ tình anh viết gửi về em như con sóng lang thang tìm bờ cũ, sóng rì rào đêm đêm không ngủ. Bền bỉ ngàn đời hát khúc tình ca, bài thơ tình anh viết gửi từ xa, khi con tim đã mệt mù khuất bóng,
vẫn bùng cháy trong anh khát vọng một ngày nào hát tiếp khúc tình ca. Muốn viết bao nhiêu, muốn nói bao nhiêu, những sóng cứ tuôn trào hối hả. Bài thơ tình không thể nào diễn tả, như sóng từ xa cứ ào ạt xô bờ. Quê hương ơi ngàn đời vẫn hát ca, ruộng lúa bờ tre dân ca quan họ, điệu lúy tiếng hò bát ngát lời ca. Cho anh được nghe lại những tiếng ve, cho anh được nghe lại những điệu hò xưa cũ. Hàng phượng hai bên đợp, bên bờ rừng rực đỏ, ngả xuống hồ Tam Bạc mát vai anh. Anh đã đi trăm con sông vạn khúc đèo, chẳng đâu thấy lòng mình ấm lại, khói bếp nhà em quyện nắng chiều. Bài thơ tình anh viết giữa đêm đông, xứ sở lá phong ngập tràn tuyết phủ. Vâng thưa quý vị, đây là lá thư tình, mà là lá thư thứ 108 mà sinh viên Hùng đã viết gửi cho bé Tám Trang. Và lá thư này đã được cô gái tên là Ngọc Bích, bạn của Tám Trang gửi lại, chuyển tiếp cho mình. Mình đã đọc cho quý khán thính giả nghe. Và như các bạn đã biết, trong một lần trước mà khi Tám Trang ở chung cùng Ngọc Bích, cũng đã một lần vội vàng đi học và quên cả tắt máy tính, thì chính Ngọc Bích này đã có như xem được, có như những cái bức thư tình của sinh viên Hùng gửi cho cô gái tên là Tám Trang này. Và đây là cái bức thư thứ 108, tính từ hôm mà cậu sinh viên Hùng này từ bệnh viện trở về. Và trong khi đó thì Tám Trang cũng khỏi bệnh trở về, và hai người ở hai nơi khác nhau và không gặp nhau nữa. Và như các bạn đã biết, Tám Trang là trong cái sức ép của gia đình nhà mình, cho nên là đã nói rằng là không có tiền trả hai cái tháng tiền phòng nữa, và phải đến ở chung cùng cô gái Ngọc Bích. Mục đích của Tám Trang cũng là không muốn ở cái phòng riêng kia nữa, bởi khi mà mình ở phòng riêng đó một mình thì Hùng sẽ tiếp cận đến cái phòng riêng này. Bởi cái phòng riêng này là hai người đã từng có rất nhiều những cái kỷ niệm với nhau, đã ăn ngủ với nhau, và họ cái kết quả của cái tình yêu trong sáng của họ đó đã ra một cái em bé mà khi đó 3 tháng tuổi, và bé Tám Trang đã không thể giữ được em bé này trong cái lúc quyên sinh. Vâng thưa quý vị, trong một cái video trước đây vài ngày thì mình cũng đã chia sẻ rằng là trong khi mà sinh viên Hùng này viết 108 cái bức thư gửi cho Tám Trang, thì Tám Trang cũng viết lại rất rất nhiều những bức thư khác cho người yêu của mình. Tuy nhiên Tám Trang không gửi đi, nó khác hoàn toàn với là sinh viên Hùng gửi đến cho Tám Trang. Nhưng Tám Trang viết thư cho người tình của mình nhưng chỉ lưu lại ở đó và không gửi đi. Và chính Ngọc Bích là người đã được đọc những bức thư đó, và bản thân mình thì cũng chưa được đọc bức thư nào, bởi vì Ngọc Bích không gửi những bức thư đó cho mình. Vâng thưa các bạn và quý vị, trong câu chuyện này thì chúng ta biết rằng là Hùng rõ ràng rất rất yêu Tám Trang và cũng không thể là bỏ được Quý Bà Ngân. Nhiều người nói rằng là Hùng tham tiền, tham bạc và tham cả tình nữa. Thì ở đây thì qua cái lá thư của Hùng này thì chúng ta cũng thấy được rằng là sinh viên Hùng thật rất là đáng thương. Cậu ta không thể là bỏ được Quý Bà Ngân, bởi Quý Bà Ngân đã có con với mình rồi. Còn thì với Tám Trang thì đây là một tình yêu rất là trong sáng và đúc kết của trong 3 năm, gần 3 năm họ yêu nhau. Và cái tình yêu của họ đã được trải qua rất nhiều thử thách. Rõ ràng rằng Hùng rất yêu bé Tám Trang, và phải nói rằng là cậu ta nói những câu trong bức thư rằng là nếu mà không có Tám Trang trên cuộc đời này thì cậu ta cũng không sống được. Và theo như mình nghĩ ngược lại thì Tám Trang cũng rất yêu thương Hùng. Bằng chứng là sao? Như các bạn biết rằng bằng chứng là Tám Trang đã viết lại những bức thư đó, mặc dù hiện tại mình vẫn chưa biết những nội dung mà bức thư Tám Trang viết trả lời người yêu của mình như thế nào. Nhưng các bạn biết rằng là khi mà Tám Trang nhận được lá thư này thì ngay lập tức cô gái này đã chạy đến cái căn phòng mà coi như là cha con của cậu Hùng đang thuê. Trước đây thì các bạn biết rằng là khi mà cha của Hùng sang đây thì ông ấy đã ở nhà coi như là bác sĩ Trần một hai hôm gì đó, bởi vì khi đó là bác sĩ Trần nhận Hùng làm con nuôi, và chính là coi như là bác sĩ Trần đã ra sân bay đón cha của Hùng về nhà của mình. Nhưng khi mà biết bác sĩ Trần ngỏ lời cầu hôn với Quý Bà Ngân, và ông cha của Hùng tức là ông Linh đã rất là bực tức
và đã nghĩ rằng ông bác sĩ Trần có âm mưu cướp đoạt người yêu của con trai mình và muốn chiếm đoạt cái số tiền hơn 200 triệu đô của quý bà Ngân. Cho nên là ông ấy đã quyết định coi như là đi thuê một căn phòng để và ở lại đây đi lao động là làm để giúp đỡ bên phía gia đình Việt Nam và cũng là để giúp đỡ con trai của mình trong đang những lúc mà con trai của mình không biết đi đường nào về đường nào nữa. Vâng thưa quý vị, chỉ có một người còn yêu thì khi nhận được bức thư mà thấy rằng là Hùng nói rằng là Hùng sẽ bỏ ra đi và không biết đi đâu thì cô gái này no nắng quá mới chạy đến tìm người yêu của mình. Còn nếu người ta đã cắt đứt quan hệ không còn yêu cái cậu sinh viên này nữa thì chắc chắn rằng là Tám Trang cũng sẽ lòng giá lạnh như băng, cũng bảo có thể nếu mà người nào không yêu nữa người ta bảo ôi thôi ông đi đâu thì đi đi, đúng không, là không quan trọng gì đến tôi nữa, đi đi thì coi như là càng dễ dàng cho tôi, càng dễ xử hơn. Nhưng rõ ràng Tám Trang rất yêu sinh viên Hùng, cho nên là Tám Trang đã chạy đến gõ cửa và đã khóc lóc. Và khi biết rằng là khi mà ông Linh nói rằng là không thấy Hùng ở trong căn phòng này nữa thì Tám Trang đã khóc lóc chạy bỏ đi chạy đi về và vừa đi vừa khóc. Ông Linh đã đuổi theo gọi cô gái này nhưng mà cô gái vẫn cứ bỏ đi chạy. Và các bạn biết rằng là trong cái đêm vừa rồi là theo như mình biết là nhiệt độ coi như về đêm là nó âm đến, có khi là ở ngoài trời âm đến 20-22 độ C. Ở trong phòng còn âm đến 9 độ, âm 9 độ C thì ở ngoài trời chắc chắn nó là 20-22 độ C rồi. Ở trong phòng thì người ta ở bên này nó còn có máy lạnh, còn có thể chịu đựng được. Còn cậu Hùng mà lúc đó mà bỏ đi vào ban đêm mà nó tầm 20-22 độ C, xe cộ thì cậu ấy không có, thì không biết là đi đâu và sẽ như thế nào. Ở đây chỉ còn một cái phương tiện là đi xe buýt thôi. Và theo như mình biết rằng trong cái khoảng 2-3 giờ sáng thì không có xe buýt chạy các bạn nhé. Tầm 4 giờ sáng thì xe buýt nó mới bắt đầu chạy. Thì chắc chắn cậu này chỉ có đi bộ lang thang ở đâu đó. Và với một cái không khí lạnh như vậy mà có thể cậu này coi thường cái tính mạng của mình. Và mà không mặc quần áo ấm, không đi đeo găng tay các thứ đầy đủ thì rất có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện mà sinh viên Hùng bỏ đi này thì mình nghĩ rằng đó như là một cái ni nước mà người ta gọi là một giọt nước để tràn ni. Có nghĩa là từ trước đến nay, khi mà từ lúc sinh viên Hùng tỉnh lại ở bệnh viện đến nay thì quý bà Ngân xa lánh này, Tám Trang cũng chia tay này, đại khái là cậu này đã mất hết cả hai người yêu người tình của mình, thì cậu ta rất đau khổ và bị tất cả mọi người xa lánh. Nhưng theo mình nghĩ có một cái lý do khác mà đây là một cái giọt nước tràn ly để dẫn tới cái sự quyết định ra đi của cậu sinh viên này. Đó là cái sự xuất hiện của cha Tám Trang. Vâng, ngày hôm trước thì các bạn đã biết rằng sinh viên Hùng đã quỳ gối trước cha của Tám Trang một tiếng đồng hồ để xin lỗi cha Tám Trang rằng là hãy bỏ qua tất cả lỗi lầm của tuổi trẻ của cậu đó, vì đã không chăm sóc được con gái của ông Năm, tức là cô gái Tám Trang này, dẫn đến cái chuyện con gái của ông Năm đã uống thuốc ngủ tự tử và suýt nữa thì mất mạng. Và trong cái câu chuyện này thì cậu ta đã quỳ gối xin lỗi và muốn ông Năm tha thứ cho cậu ấy, và cậu ấy muốn xin phép gia đình nhà ông Năm là để cho cậu ấy và Tám Trang đi lại với nhau, tìm hiểu nhau và sau này dẫn đến một cái cuộc hôn nhân. Tuy nhiên cậu ta không thể mở mồm ra được, bởi vì là trong cái vấn đề mà khi nói ra cái những điều đó rất khó nói, đó là một lý do. Bởi vì cậu Hùng này từ trước tới nay thì cậu ta không nói nhiều lắm. Vấn đề thứ hai nữa là chính ông Năm là cái người tức là đã nói không để cho cậu Hùng này nói luôn. Ông ta chửi bới cậu Hùng rất thậm tệ và coi như là cậu Hùng này không biết thanh minh bằng cách nào cả. Đến khi mà Hưng là người bạn đi cùng Hùng thì thấy bạn của mình đáng thương quá thì đã lâm cậu Hùng này dậy. Khi mà ông Năm không chấp nhận cái lời xin lỗi của cậu Hùng thì Hưng đã khuyên cậu Hùng là khuyên bạn của mình là thôi lên đi về, và Hưng đã xin phép là dìu người bạn của mình đi về. Và các bạn biết rằng trong lá thư đó Hùng đã nói rằng nếu không có Hưng dìu Hùng thì Hùng đã lăn quay ra đất ngất xỉu rồi và có thể sẽ không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Có nghĩa đầu óc lúc đó cậu ta đã quay cuồng bởi vì cái sự khinh bỉ của người cha của Tám Trang. Đây là một lý do mà theo mình nghĩ đó chính là một cái giọt nước tràn ly. Còn lý do khác nữa, theo như mình nghĩ còn một lý do khác nữa trước đó tác động tới Hùng. Có nghĩa là trong cái ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua thì Hùng đã tới cái căn biệt thự của quý bà Ngân và đã cố gắng làm lành. Và theo như cái cách nghĩ của mình là Hùng chiến đấu với bác sĩ Trần, tức là chiến đấu với đối thủ của mình để tranh đoạt lại, chiếm lại cái trái tim của người tình của mình, thể hiện cái tài năng của mình.
Và nhưng mà cậu ta không có đủ cái mặt dày như bác sĩ Trần. Nói tóm lại nó là như vậy. Và khi đến nhà quý bà Ngân thì quý bà Ngân lại lạnh nhạt. Quý bà Ngân chỉ ra nói chuyện với bác sĩ Trần thôi. Còn mặc cậu Hùng này ở đó cứ bơ vơ một mình. Cậu ta nấu ăn với những người giúp việc trong căn lâu đài này, nhưng mà những người giúp việc cũng thờ ơ lạnh nhạt. Trong khi đó thì nói chuyện với quý bà Ngân thì quý bà Ngân chỉ cười mỉm một cái rồi lại bước ra cái chỗ bác sĩ Trần, cứ nói chuyện với bác sĩ Trần thôi. Thì các bạn biết rằng là cậu Hùng này hôm trước đã nói rằng là đã nói chuyện với mình rằng là cậu ta cảm thấy rằng là khi mà đến cái căn lâu đài đó thì cậu ta cảm giác như mình là cái người thừa trong số những người ở đó. Các bạn biết rằng khi đến nhà người ta mà người ta cứ lạnh nhạt, hỏi người ta thì người ta ừ một câu, hoặc là chào người ta nói một người ta thì người ta chào một ừ một câu, tất cả lạnh nhạt như vậy thì ai chả cảm thấy bị sốc, đúng không ạ? Cho nên là một sinh viên mới lớn thì người ta không thể mặt dày như bác sĩ Trình, như bác sĩ Trần đã 71 tuổi rồi, trải qua bao nhiêu cuộc tình và trải qua bao nhiêu sóng gió, và ông ta lại là một bác sĩ tâm lý, đọc được tâm lý của những người khác nữa, thì làm sao Hùng có thể là đối thủ được? Trong khi đó bà Ngân thì lại đứng về phía bác sĩ Trần. Cho nên là cậu này đây cũng là một cái lý do dẫn tới cái vấn đề quyết định mà cậu Hùng là quyết định ra đi. Và ra đi ở đây thì như chúng ta biết rằng là cậu ấy không nói rõ là đi đâu, về đâu. Các bạn còn nhớ rằng trong phần đầu câu chuyện khi mà biết tin quý bà Ngân có bầu 4 tháng thì cậu này bị sốc cũng đã bỏ ra đi rồi. À, tính cậu này là hay bỏ ra đi như vậy. Thì cái lần đó cậu ta đã viết thư cho mình và nói rõ rằng là cậu ta sẽ chờ đợi trong 3 ngày nếu mình không đưa ra được giúp cậu ấy một cái phương pháp coi như giải quyết được cái vấn đề thì cậu ấy sẽ đi Vancouver để trồng cái cây thuốc phiện nậu. Thì coi như là khi đó là cậu ta đã nói rõ cái điểm là đến Vancouver, bởi vì ở đó có một hai cái ông chủ người Việt Nam và thuê cái người trồng cây cây cần sa lậu. Mình cứ xin lỗi, mình không nhớ cái cây cần sa và cây thuốc phiện. Trồng cái cây cần sa lậu này thì cậu ấy nói rằng là họ đã nuôi ăn nuôi ở và được khoảng 5.000 đô một tháng. Thì khi đó thì cậu ta còn nói rõ cái địa điểm cậu ta tới. Nhưng mà trong lá thư viết cho người yêu của mình hôm nay thì Hùng không nói là đi đâu, về đâu. Chứ là bây giờ có muốn đi ở đâu tìm cậu Hùng thì cũng rất là khó. Mà hiện tại những cái người quen biết ở khu vực Tô Dân Tô lấy ra thì Hùng chỉ có còn quen biết một người khác, chẳng hạn như là qua sự giới thiệu của mình trước đây thì Hùng quen biết là vợ chồng bác Ngọc ở trên thác nước Niagara và bác Hoài Việt, nhưng mà mình tin chắc rằng Hùng sẽ không đến những nơi đó, bởi vì đến những nơi đó thì khác gì rằng là gọi là bác ơi hãy thương hại con đâu ấy. Bây giờ ý của cậu Hùng này là không muốn ai thương hại mình nữa, bởi vì cậu ta đã sống trong cái tâm trạng này bao nhiêu ngày ngày qua rồi. Mọi người đều khinh bỉ hắt hủi cậu ấy và coi như nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại. Và bây giờ cậu ấy muốn thể hiện cái bản lĩnh của mình, mà khi đã nói với người yêu là cậu ta không còn chịu đựng được cái sự khinh bỉ tẻ nhạt của loài người nữa, và cậu ta nói rằng miệng lưỡi của đời người quá ác độc, đã coi như là đã là những cái như là những mũi dao nhọn có nhìn là chích vào trái tim cậu ta để trái tim cậu ta rỉ máu, dẫn đến coi như là tình yêu trong trái tim cậu ta bị chết. Cái chết ở đây mình muốn nói là như là người ta gọi là chết yểu, chết lon đó các bạn. Bởi vì tình yêu của cậu ta vẫn còn ngược cháy với cả hai người, một người đàn bà, một người con gái. Nhưng vì cái miệng lưỡi đời người nó quá ác độc ấy, nhiều người coi như là chỉ trích, coi như là nói rằng cậu ta, cha con cậu ta hám tiền hám bạc, chỉ vì đồng tiền thôi mà bất chấp tất cả các thủ đoạn để chiếm đoạt cái người đàn bà 53 tuổi này rồi. Nhưng mà mọi người lại không nghĩ rằng à đó là vì cái tình đã là đứa con, có con với nhau. Mà khi có con với nhau rồi thì là theo như quan điểm của cha cậu Hùng này từ trước ở Việt Nam cũng đã nói và đã dạy con mình, đã ăn ngủ với người ta, và nhất là khi có con với người ta thì không bao giờ được bỏ rơi người ta. Mặc dù có thể cái đứa con đó là có thể của một người khác. Cha của cậu Hùng trước kia đã từng tuyên bố rằng kể cả là cái đứa cháu, cái đứa bé trong bụng của cả con của một ông da đen da đỏ nào đó thì tôi cũng không cần đi xét nghiệm ADN, bởi vì con tôi đã từng ăn ngủ với quý bà 53 tuổi và quý bà nói rằng đó là con của thằng Hùng thì đâu cần phải đi xét nghiệm gì đó. Bởi vì đứa bé không có tội. Nếu một khi đi xét nghiệm mà không phải con của Hùng thì lúc đó câu chuyện lại dẫn sang một vấn đề khác, và khi đó chính quý bà Ngân cũng không sống nổi với miệng lưỡi thiên hạ. Trong khi đó đứa bé ra đời cũng không sống được với miệng miệng lưỡi của thiên hạ đâu. Người đời cái miệng lưỡi nó ác độc như vậy, và chính cái nạn nhân của miệng lưỡi đời người chính là cậu sinh viên Hùng ngày hôm nay.
Thưa quý vị, khi nghe tin sinh viên Hùng bỏ đi như này thì chính bản thân mình cũng bị sốc, bởi vì mình nghĩ rằng bạn này cái bản lĩnh nó không được vững vàng lắm, và có thể là trong cái tình trạng này đôi khi mình rất sợ người ta có những cái ý nghĩ là không chán sống đó. Mặc dù cậu ta nói rằng là cậu ta là một đàn ông không thể tự tử như những người đàn bà yếu đuối được, nhưng điều đó đâu có thể nói điều gì được. Bây giờ cậu ta ra ngoài đời, bây giờ chẳng hạn như đến chỗ anh Hoài Việt hoặc là đến chỗ mà ông vợ chồng bác Ngọc kia để coi như giúp đỡ xin việc làm thì nó lại là chuyện đơn giản. Thì trong câu chuyện này còn một chỗ nữa, nhưng mà mình chưa biết số điện thoại, có nghĩa là trước đây cậu ta bỏ đi Vancouver nhưng thực chất cậu ta đã đến Hamilton để đi làm xây dựng. Thì ở đây mình chỉ biết là chỗ đó là có cậu Hùng có một người quen, và nhưng mà mình lại không xin cái số điện thoại ở chỗ đó. Cho nên là mình không biết rằng là cái nơi đó có thể là cậu Hùng có tìm đến đó nữa hay không. Mình cũng đang có một suy nghĩ khác rằng là biết đâu đó có thể Hùng quay trở về Việt Nam thì sao? Bởi vì Hùng có nói với người yêu rằng Hùng muốn chấm dứt cái cuộc tình tay ba này, muốn chấm dứt cái nỗi khổ đau này và để cho giải thoát cho tất cả mọi người. Cho nên là cậu ta tìm lựa chọn một cách là ra đi. Thì ở đây nếu mà Hùng nói như vậy có nghĩa mình suy nghĩ có thể Hùng sẽ trở về Việt Nam, bởi vì chỉ có cự ly, tức là từ đây về Việt Nam xa xôi quá thì mọi người mới có thể xa cách nhau. Còn ví dụ đi từ đây đi Vancouver là 5.000 cây số nhưng nó vẫn trong đất nước Canada thì vẫn có thể tìm đến nhau như thường, đúng không ạ? Nhưng nếu bạn muốn trở về Việt Nam thì lại là một vấn đề khác, nó còn có rất nhiều cái chuyện phức tạp khác nhau xảy ra. Và hiện nay tất cả những người trong câu chuyện này và bản thân mình cũng vậy, rất lo lắng cho sinh viên Hùng và không biết rằng là sinh viên Hùng đã đi đâu và câu chuyện này sẽ diễn biến ra sao, thì mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục đón nghe ở những cái phần sau các bạn nhé. Video của mình hôm nay xin tạm dừng ở đây và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình.